Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Giới thiệu với tất cả các quý vị một đoạn video. Đây là những cây cau của nhà tôi. Một khung cảnh thôn quê rất là yên bình. Ở quê tôi là hiện tại bây giờ đã và đang xây dựng và đang phát triển lên là thành phố Thủy Nguyên. Đây, cây bưởi. Cây bưởi ngày xưa tôi trồng vẫn còn đây. Giờ là em út nó đã mướp nó leo lên trên, chùm hết lên trên cả cây bưởi. Rất là sai quả. Giới thiệu với tất cả các quý vị trên toàn cầu, đây là những cái sản phẩm, những cái thành quả mà cây cau của cái của quê hương tôi, một cái sản phẩm mà được giữ và lưu truyền và mãi mãi. Đây là một cái buồng cau, một buồng cau của gia đình nhà tôi. Và em tôi nó chăm sóc. Đây mọi người nhìn này. Đây là một buồng cau nhá. Nó có khoảng 500 quả. Có một cái buồng cau mà rất là hiếm có. Đây, mọi người nhìn. Đây là cái cuống của nó nhá. Đấy. Đây. Hơn 400, 500 quả. Đây mọi người nhìn. Nó chín. Nó chín à. Mọi người thấy sợ chưa? Đã ai nhìn thấy buồng cau đi đâu mà nhìn buồng cau của nó ghê gớm như thế này chưa? Này, cái con này tao đang quay video mà mày xùa mày. Hôm qua định làm cái video nhưng mà tối muộn rồi chưa làm được, thành ra là sợ mấy cái con chó này, con đệ tử này nó cắn nó nhầy ra hỏng buồng cau đẹp. Đấy, bởi vậy phải để lên nóc cái chuồng gà đây. Đây đấy, quay giới thiệu với các quý vị nhé, nhìn nhé. Đây là một buồng cau nguyên bản, một buồng cau nguyên bản mà được em tôi nó hái từ trên những cái trên cây cau này. Đây. Đấy, cây cau rất cao. Đấy, hái xuống. Một buồng cau chưa hề có. Và tí nữa tôi sẽ giới thiệu với các quý vị về một cái về cái tác dụng của cái cây cau, của cái hạt cau này. Ở quê tôi là Trị Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Về bây giờ là từ cổ xưa đến giờ là các cụ có trồng cau, thì riêng ở trên ở huyện tôi ấy là có hai xã họ trồng chuyên kinh doanh về cau, có những nhà trồng hàng mấy mẫu. Thì người ta sống về cây cau, vì các cụ ngày xưa nói là anh ạ, vì sao mà địa phương chúng tôi hay trồng cau mà không thể bỏ được, vì quả cau nó có nhân, các
cụ nói thế đấy các quý vị. Đây xin giới thiệu với các quý vị khán giả là khi mà cái bùn cau chín thì thực tế tôi hái ra để chuẩn bị bỏ lấy cái hạt già của nó, và đếm thì của nó là trên 500 quả chứ không phải là trên 400 quả nữa, rất là nhiều. Đấy. Thế đây là cái hạt mà chúng tôi đang tách ra lấy cái hạt, cái nhân của nó. Và tôi cũng xin giới thiệu với các tất cả các quý vị là cái nhân của cái quả cau già này thì cái tác dụng của nó là tác dụng của cái nhân của cái quả cau đây là để chữa cái sâu răng và đau răng rất là tốt. Khi cái quả cau mà người ta để nguyên cái quả như thế này ấy, mà bổ ra thì nó rất là để lấy cái hạt thì nó rất là khó. Thế nên là giới thiệu với các tất cả các quý vị là ta nên bổ cau ra làm đôi. Đây, làm đôi như thế này và ta tách ra lấy hạt thì nó rất là dễ. Thế nhưng mà nếu như để nguyên một cái quả cau, để nguyên một quả cau như thế này mà không đem cắt hai đầu ra thì xong với lấy hạt ra thì nó khó, nên tốt nhất là ta bỏ ra làm đôi. Bỏ ra làm đôi thì đằng nào mình cũng cho vào trong cái bình thì mình cứ bỏ ra làm đôi như thế này, ta lấy hạt ra nó sẽ rất là dễ và nhanh. Đây là những cái hạt cau già. Đây tại sao quê tôi các cụ ngày xưa có nói rằng là trồng cây cau, vì cây cau của nó có nhân. Đây là cái nhân. Nhân là cái gì? Ý các cụ nói sâu xa, nhân là cái tấm lòng, là cái sự nhân hậu. Đấy là cây cau của nó có hậu, nó có nhân, có nhân quả. Cũng như con người ta cũng thế thôi, sống thì ăn ở có, nó có nhân đức, có nhân quả thì bao giờ nó cũng gặp nhiều may mắn và nó có hậu, nó kéo dài. Còn sống không có nhân thì là cái người sống là thất đức, là không có nhân. Thế bởi vậy các cụ muốn nói sâu xa rằng cái quả cau nó có nhân là như vậy. Sau khi ta tách được cái lượng hạt ra rồi thì ta mới lấy cái chai hoặc cái lọ, có chai thủy tinh thì càng tốt, còn thật hạn chế dùng cái lọ nhựa, nhưng lọ nhựa phải màu trắng thì nó ít cái độc tố của nhựa nó thôi ra. Ta mới lấy cái hạt đưa vào trong, thả vào trong. Và khi mà nó ta thả hạt vào bên trong rồi thì nhiều ít là cái đó là tùy theo của từng người một. Thế thì ít nhất như cái chai Navi này ta phải cho có một nửa lọ thì ta mới đem đổ rượu mạnh vào, rượu của tầm khoảng 40-45 độ ta đem ta ngâm. Đó, ngâm thì sau khi ngâm thì được một thời gian cỡ tầm ít nhất cỡ tầm khoảng 3 tháng trở ra thì sẽ được một cái nước rượu ngâm cau để dùng. Và đây giới thiệu với tất cả các bạn, và đây là cái chai rượu mà khi mà tôi đã ngâm được nó ra cái màu nước rất là đẹp, màu nước cánh gián trông như là cái màu nước nước mắm cá đấy.
Thế nhưng mà khi trước khi đi ngủ thì rót ra một ít cỡ tầm khoảng một cái nắp chai này thôi. Đấy, một cái nút chai Coca này ta có thể là ngậm cỡ tầm khoảng 2 đến 3 phút xong là xúc miệng đi. Đó. Xong là đi ngủ. Nhưng mà khi ta xúc miệng bằng cái nước rượu hạt cau này thì trước khi đi ngủ thì ta không nên xúc lại bằng nước lọc, thì cứ để nguyên cái nước rượu của nó còn bám vào, nó có cái những cái hoạt chất của cái dưỡng chất của cái hạt cau này. Đấy, nó bám vào cái thành răng và thành lợi thì nó sẽ tốt cho răng lợi, nó sẽ tiêu diệt được vi khuẩn có hại bám vào răng của lợi thì nó sẽ tốt cho răng và răng rất là chắc bền. Đây là một cái bài học mà dân gian của người dân tộc Kinh, cụ thể là của người dân Thủy Nguyên quê tôi, là họ thường làm như vậy thì biết đến đâu thì tôi đến đấy. Thế bởi vậy là để cho tốt chắc cả hàm răng thì tôi xin giới thiệu với tất cả các quý vị như vậy, thì để cho mọi người biết để mà làm theo hướng dẫn như video tôi đã từng giới thiệu. Những cái rượu để ngâm cái hạt cau này thì cũng không phải là ít người biết đâu, thế nhưng mà ở cái số đông ấy là không biết là nhiều. Thế nhưng ở những cái nơi trồng cau, nhiều nơi trồng cau khác chưa biết, chắc có họ cũng đã biết cái chiêu này. Thế vì vậy là mọi người nên khi mà nhà có cau chín ấy, ta hãy tận dụng, cau nó rẻ nó chín thì ta hãy tận dụng và lấy hạt để ngâm. Xin giới thiệu tới đây các quý vị trên toàn cầu một cái bài thuốc để bảo vệ cái hàm răng chắc khỏe như vậy. Xin trân trọng cảm ơn. Nếu tất cả các quý vị thấy video của tôi hay và ý nghĩa thì hãy cho xin một chia sẻ và cho xin một like và hãy bình luận. Dùng xong bình luận sẽ là và cái cảm xúc và cái cảm nhận của mình khi dùng cái rượu hạt cau này nó tốt đến mức độ như thế nào thì xin mọi người hãy bình luận cho bình luận bên dưới và xin cho chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn.